hai con kêu quá trình đó họ cộng lại chắc cũng được nửa ký đó. Được 200 gram. giờ xem nhé. Trước 8 tháng 3 còn 2 ký chứ sau 8 tháng 3 còn có nửa ký à. Sao vậy? Vì nó nhai hả? Đúng hả? Còn lại còn con nữa đó. Ồ, ký 8 không? À, thằng chồng hai vợ hả? Đó. Cái lóc ở cộng cái lóc ở ba con thì hai, thằng chồng hai vợ. Trời ơi, Vinh lại đầu này mà bợ con bự bự đã. Cho Hiệp cái chân nó khỏe lại. Chính cái kiểu gì mà nó phóng ra nó bay vô ngay Hiệp, Hiệp ơi luôn á. Đó, cá rô. Ô, cá rô đó bự á. Con mê nè. Có nước bắt ở giữa luôn Hiệp. Trời ơi, có téo bè nhảy kìa. Quá trời luôn. Đó, cá phi. Cá phi khổng lồ. Cái này mà coi giả là thầy luôn á đó. Đó, trời, coi giả luôn. Đó, ôi. Hàng khủng. Đấy, hàng khủng. Đó. Còn con nữa. Con này khủng nhất nè. Hôm nay có lớp ơi, đường gặp. Ủa, xin chào quý cô chú chị và bạn. Hiện tại mình đang ở Cần Giuộc, Phú Lâm. Đi ngang thấy mấy ông anh đang tát cá nè. Quay cho cô chú anh chị xem. Giờ mới gần cạn rồi, cá trắng nổi quá trời luôn rồi cô chú anh chị. Thì ở miền Tây là có cá lồng tông, nhưng mà ở Long An với Gò Công là có cá trắng, không có cá lồng tông cô chú anh chị. Thì đó cũng như con cá lồng tông rồi đó, nhưng mà nó nhỏ hơn. Cá này bò xả ớt ăn ngon lắm. Hay là cuốn bánh tráng rồi á. Thì hai cái máy đang hoạt động luôn. Đây gái được kìa cái. Trước ở cạn mình sẽ quay cho mình quý vị xem. Ồ, bây giờ ở cạn rồi cô chú anh chị, cá trắng quá trời luôn. Chạy lưng. Quá trời luôn. Thả ra mất Hiệp ơi, thả ra nó xuống miếng đi, làm không dễ đâu. Quá trời, cái trắng này tròn luôn. Cái này mà có giả là thầy luôn á đó. Quá trời, cái trắng luôn. Tưng. Quá trời, cái trắng không ơi. Cầm lấy cái bao cái luôn, cái bao hết nước rồi. Cái máy anh xài kiểu gì mà nó qua nó về nó sẽ còn có một chung vũ trụ nhớ à. Năm nay sao đây? Nhích lớn chút xíu nữa mới được, hạ nhỏ quá rồi. Cái máy đằng kia nó chạy không có nổi, nước không có lên, có chút nước. Không thấy con nào mà chạy quèo quèo chứ.
vô nhiều lắm, tôi cũng mén lắm. Rồi cỡ đó được rồi, cỡ đó được rồi đó. Cái vô này dắt né hả? Rồi xém xém à. Ồ được con rồi. Đừng dụng, đừng dụng, đừng dụng lên đây. Đừng dụng lên đây, dụng bên kia kìa cho chú đào qua lấy. Ừ. Ờ à. Đây đừng con rồi, có được rồi. Thôi đừng đi ra nữa hay vậy. Đây hứng cá trắng nha, rất nhiều luôn các chú anh chị. Quá trời luôn. Đây. Giờ nó vô sình, nó vô đóng cứng ngắc luôn. Ồ, 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 đó, đó, đó. Vô mấy cọc cá bự luôn hả? Đó ra ra coi có không? Giờ được mấy cơm nè. 5 giờ anh Đạt có đi không? 5 giờ hình như ổng có vậy mà. Không, không có. Rồi năm nay có ổng cá nó trốn hết rồi. Đúng ra mấy cái đầu này là cá đấy nè, chút lại chích lên trên luôn á. Này là phải dùng xiển mới chích bắt được cô chú anh chị, không có bắt tay được, xin nhiều lắm. Bắt tay bắt tới ngày mai mới xong lại. Có rô đây không, có cá rô bự à? Đâu, 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 đâu. Rồi rồi rồi. Sao không kiếm cái gì mà để thao xuống nhảy ra sao hiệp? Dạ. Tôi lưới chú Đạt không hả? Có bự lao lên ra. Đó đó, cá rô, cá rô. Ồ, cá rô đó mọi người. Con mè nè. Con kiểm tra cái túi lưới. Có hai người bắt cá mà ở trên khán giả quá trời. Cá này phải đầu mùa mưa rồi nó mới bự. Bự nổi không cá ta? Cá này chắc bự không nổi đâu. Nổi. Nổi không? Cá trứng là con cá trắng bự á, nó ốm ốm á. Đó, 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 đó. Cái vô nó dắt mé. Ô con cái gì đó. Ô con gì đó, con gì nó lạng dữ hả? Năm giờ thì có xuống đây không thì? Vậy là năm nay của mình cậu là mới á hả? Rồi chắc có cậu không có cá. Đó, cái trắng với cái sặc nó lạng. Tép quá trời ta. Trời ơi tép. Trời ơi. Làm cách nào bắt tép này ta? Bắt tép này trời ơi khó thầy luôn. Rồi dạy dắt má. Người ta đi ta mua lợn ta đặt tép á hiệp. Đó, ôi ôi nó nhảy mé quá trời luôn. Nhảy mé tưng tưng tưng. Đâu có cá bự kìa. Đâu? Gấp phi á.
Cái phi nó mới lặn vậy á. Cá lóc là chích đó là nó ngay trừ nè. Có nước bắt ở giữa giữa luôn hiệp. Trời ơi, con téo này nó nhảy kìa. Quá trời luôn. Bên đó nắng quá. Ôi, đứng đứng mãi luôn. Mấy cái này không có đâu. Chích như vậy mà không thấy. Chạy lạng vô đó là một là cá thác bác, hai là cá phi. Vinh đâu đi, đi hào luôn hả? Rồi. Chuyện lạ luôn á, chuyện lạ luôn á. Ơi trong á, trong á, trong á. Ồ, cá lóc, cá rô. Đó, cá phi thấy không? Nhảy dựng 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 là cá phi. Cá lóc là nó im re, còn con cá chê là ồ, hai ba cá rô luôn. Cái rô dắt mé không? Lên đó hả? Đây nè. Rồi 5 con, 5 giòi, con ký 6, con ký 2 đâu. Đó, một cặp luôn. Con ký 6, con ký 2 vậy, năm nay không có cái ráo rồi. Năm nay 5 con mới được ký 6. Nãy giờ được 5 con chưa? Đủ tiền mua xăng rồi phải không? Ôi ơi. Ôi con ghê gì mà nó nhảy bên, chích đây mà nhảy bên. Ờ, cá trắng với cá tép quá trời luôn. Năm giòi có tôm nữa hả? Ghê vậy. Chưa thấy tôm này á. Ờ, cá phi. Cá phi khổng lồ. Đó, đó nhảy ra. Đây sau lưng anh rồi. Rồi. Quay lại ngay sau lưng nè, nó chúi xuống ngay lưng á, ngay cái bình á. Rồi thụt ra ngoài, thụt ra ngoài. Ờ, đó đó. Chú đó rồi đó, đó. Nhảy hả? Ô, đưa ra coi coi. Quá trời, cá nhảy tưng tưng tưng. Trời ơi. Cá đó kho sả. À. Nhỏ gì, cả lúc này là ăn cái đó là ngon rồi đó.
này chích bắt xong rồi nhậu luôn chứ. Có hai con. Hai con tạ mấy? Hai con tạ rưỡi á. Hơn tạ rưỡi nữa. Đó, 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 đó. Hàng khủng, hàng khủng. Đấy, hàng khủng. Đó, 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 nhảy ra, nhảy ra. Cá lóc bự chích nó ịt 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 ra. Đang quay nè, lẹ đi bắt nồi cháo đi. Trời ơi, cá lóc quá trời bự luôn. Thiệt, quá trời luôn, lẹ lên. Bắt nồi cháo đi. Biết biết chích cá không có mua chân gà trước á hả? Hay quá chị Út ơi. Biết tán hào không có cá mua chân gà sẵn luôn. Rồi. Đi một vòng kiểu này vậy là héo queo rồi. Rồi, không có rồi. Cho máy chạy đã cạn nước đi. Giờ cho nó cạn đi coi lại cái phút cuối rồi sao. Ồ, con cá gì á, hẹp hẹp. Huy hả? Đậu bắt hai cá phi dơ lên cái hẹp. Lên mà lên yếu. Cầm hai cá phi dơ hai bên đây. Phan. Hãy trả tiền bán quen nha. Rồi, rồi. Đây nè, có con cá rô nè, con cá rô nó chạy vô cái láp nè. Ngay cái láp nè hẹp. Đó, hàng khủng, hàng khủng. Thôi khiêng máy tát đi cho nó cạn chút nữa đi. Có dấu dấu leo sạc cá hào này quá trời nè. Có người ta xuống người ta chích người ta bắt rồi. Đâu vô được đây ta sống cá rồi giờ sao vô được đây sống cá sao vô được đây ô sống cá quá trời cái chốt nữa hả mày gì đó cái chốt bên bển nữa đó cái sống cá đi câu cá rồi chú quá trời thằng Hiệp mình sang đâu cháu lại lại lụm giùm cho thằng Hiệp anh Hải đó chỗ máy
quá trời, quá trời. Trời, cá phi, nó chạy sao sao lưng nó lạng lạng rồi. Dữ lắm luôn rồi mà cá trắng không à. Bà con cô bác á, chắc biết là con cá lồng tông chứ mà cá trắng rồi đó giờ đâu có biết đâu. Đây nè, nó lội nè cô chú chị. Nó thì cũng như con cá lồng tông vậy đó nhưng mà nó nhỏ hơn, nó không có sọc. Đó đó, đúng nhất rồi đúng. Rồi, nản rồi, năm nay cái hào xong rồi. Nhiều ba bốn con cá bấm cát rồi đó. Cá thắt lát nhỏ 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 luôn. Ờ, cá rô sao nhỏ nhỏ nhỏ, hố bự ta. Quá trời, cá trắng nó thật, cái tép nó nhảy. Nó làm gì nó diện cái máy không ơi. Bắt là cháu chưa? Ờ bắt đi xong rồi về làm luôn chứ. Vậy là hồi nãy là bà Út Nhân bà mua chân gà. Bà nói tao không biết tá hào có không. Nếu nó canh máy đặng nãy giờ dần điếc cái đầu. Ô ô ô con gì con gì à? Gì nó vậy? Rồi bây giờ là chiêu cuối rồi đó, không có nữa là thôi luôn á.
không có cá bự. À đi lôi theo luôn đi. Bự nó ít thôi à. Anh chín rồi, lên trên ở đó, đó nó nhầu quá trời đó. Nhóc mỏ thấy không? Đó, 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 sình sình đầu đó. Phải có một hai con lươn rồi, rồi bắp, bắp tay rồi, không thích. Ai nói thì mình điện tôi mua tao thả xuống chứ. Có chuối rồi hả? Có chuối rồi, bún rồi. Ồ, con cá gì nó quậy dưới đây nè nó. Con cá lóc có sảy rồi đó, ăn dặn rồi hả? Nó biết mất rồi, được rồi. Cái con cá lóc hồi nãy sảy á, còn nằm đâu đó. Lóc nó lại mình nửa tí. Trời ơi, nó ăn cá bự lắm, bự lắm, nó làm mình bính hết trơn, mình lo mình bính hết trơn. Cái con gì đó, cái đuôi bự nữa kìa. À, mấy cái con cá trắng ngoài kìa, có làm không mà chỉnh không à? Là ăn sình bụng á. Ồ, thằng Hiệp đi không mà cũng được một mớ chiến lợi phẩm hả? À, không có cá thì để tiếp đề giám đốc về quê bắt cá. Năm giờ gì chụp hình thấy đưa hai cá lóc lên lội hào ngoắc ngoắc đưa hai cá lóc lên rồi chụp hình khoe rồi ha. Hôm nay cá lóc đâu? Hôm nay cá lóc đâu? Yếu bình yếu thì chích cá nó cũng chạy chứ cái này nó không có chạy, không có tín hiệu. Ngày đó đó nãy con còn quậy ụt đó đó không? Không có con cá nào bự mà để dôm ra dòm thấy tận mặt nó đó. Rô nhỏ nhỏ không à.
như đó mận nấu cháo hết rồi còn đâu cho. Ở đây có mấy ổ kiến vàng nãy giờ không dám chọc nữa nè. Đó đó đó, được con này cá thác lát. Cá thác lát, cá thác lát nó lạng dữ lắm. Có thằng hiệu á. Đó kìa, trời ơi. Ô đâu 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 đâu, được rồi, được rồi. Đâu nãy thấy cái mình to lắm mà, cà phê hay gì á. Ồ, chim nó ở trong này nó ỉa thức đầy luôn trời. Có. Cá nó lội hàng hà đó, tại không bắt chứ. Qua sang năm còn tệ hơn nữa. Mấy cái hà quá vét mấy năm đầu á, nó cá nhiều lắm, tí từ 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 cái sình. Phải không tác, tới thì nó cũng đi hết hả? Đâu ở. Mấy con cá lóc bự khôn lắm á, hồi xưa á. À, cái gì cái ao của anh á, là nước không bao giờ nó lên nha. Nước mà dồn đầy bắt đầu nó phóng. Nó phóng ở trong hào là nó phóng bờ bay bờ nó ra luôn á. Cá lóc bự đâu đi mua. Rồi mà già mà có bóng dáng ai á ha, bắt đầu là ổng tới chỗ là ổng bay. Kiểu này nè, chích hà bắt cá vậy nè, là một lát nó chừng đầu lên nó nổi lên. Rồi nói gì hồi xưa á. Nói gì hồi xưa cá thì khỏi nói rồi. Cá một cái hào mới tác kiểu này mà gặp đất biển vậy nữa là thôi. Đi một nước. Hào sao còn miếng á hả? Sao không ta? Xưa đâu có ăn đâu trời, nó cơ bắt bán không, không tiền nó bán không. Mà giờ còn không? Giờ còn mà đưa ai đâu tát. Mấy năm rồi đâu có tát đâu, có chục năm luôn rồi. Cái hào trước á, hào trước còn còn nữa không? Hồi xưa khổ. Còn giờ kiếm cá lóc bự rồi ăn. Có vô hả? Số ăn cá trầu cửng này cũng ăn nó đó. Trời, giám đốc ngồi bờ luôn rồi, giám đốc không xuống à. Xuống bắt cá trắng đi. Thằng Hà nè, nhiều con nó cũng được như ký bộ.
giám đốc về quê rửa cá rô. Nãy rửa hết bọc rồi đó. Ngày quay nó địa chỉ ở Cần Giờ chứ đâu phải nó Cần Giuộc đâu. Rồi năm nay cá đâu? Cá trắng đâu, năm nay cá trắng. Sao không cầm nọc đi? Ủa? Bây giờ thì người ta mướn thợ hồ xuống á, người ta gấp thật sâu với ai nhổ. Rồi, đó chưa? Đó rồi mà. Chàm thì gió nó thổi bay lại lên nó rụng hột lên thằng Hà. Rồi 2 năm nữa là nó bứt cái gò luôn á. Quá trời, cá vẫn còn nhảy đó. Cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó, cái phi. Phi. Thấy hai này giờ thổ tới rồi, giờ dính hai cái máy lên nè. Còn là tay nhậu, còn làm tay nhậu thôi. Nhậu đâu? Trong đầu tái được có khoảng gần gần chục ký cá lóc. Chụp hình rồi úp đồ phe rồi. Nay lộ xuống nó chụp bắt úp đồ phe đi. Mày chơi mà sang lên thẳng luôn. Thương yêu ngô phát tài. Mày phát tài mày không mày giấu ai biết. Cá phi hay là cá gì là đớp đớp này đây. Lặng trang. Bây giờ để thả xuống đi cho nó bự lại đi, qua sang Nam Bắc là nó sẽ ký nó sẽ lên à. Giờ thả xuống hả? Thả xuống. Giờ chắc phải thêm 500 ngàn xăng nó đổ một bát nữa. Nó con cái gì nó quẩn quẩn đi nè, nó đưa cái đầu lên nè. Nè thấy không? Chắc nước rồi hả? Đừng lát cái chạch nó trần đầu lên bác.
Ở đây cá. Rồi ngay cây. Đã kêu YouTube tới quay ha. Vô luôn. Thằng đó là phải YouTube đậu quá, YouTube mua giật xuống á. Đó thì YouTube phải đầu tư á. Muốn nhiều người coi là phải làm vậy đó. Là mua có khoảng chừng 20 con rồi cá cần cần nhé. Phải có nhỏ có lớn, đừng có lớn không mà là chỉ dạy cá lớn hơn. Cái YouTube đang quay à, mấy ông làm ăn quá. Vừa cá mà vừa cá tê nữa. Tất nào không có vậy giờ ngồi bàn bậy mua cá thả xuống. Nó mới lên rồi. Hả triệu view người ta coi suốt luôn ấy vô. Chết chết không có cá mẹ trên ai đâu coi. Ổng lên con cá 2 ký coi. Giờ kia nó đem có hai con kêu quá trình đó họ cộng lại chắc cũng được nửa ký đó. Được 200 gram. giờ xem nhé. Trước tháng tháng 3 còn 2 ký chứ sao tháng 3 còn có nửa ký à. Sao vậy? Vì nó nhai à. Của bạc ngàn mình đem ngâm xuống. Ủa nghiệp nhỏ quá. Sớm giờ mới được hả? Hàng khủng hả? Còn là còn con nữa đó. Ồ, ký 8 không? À, thằng chồng hai vợ hả? Đó, 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 đó. Cái lóc ở cộng cái lóc ở ba con thì thằng chồng hai vợ. Vinh lại đầu này mà bợ con bự bự đã. Cho nghiệp chứ dân nó khỏe lại. Chính cái kiểu gì mà nó phóng ra nó bay vô ngay nghiệp nghiệp luôn á. Nhanh bây giờ hên xui nè, nãy cái đầu này chưa chích rồi phải không? Rồi. Chưa ở trên á. Dạ, thấy làm thì làm liền, không ấy thì đi về về luôn à. Cho ăn về cho ăn đi xuống. Đi lên. Về đút từ con ăn hả? Xem ra đằng nhà của thằng Hiệp nè. Biết chứ. Thì giờ cửa này tính cửa này đi chút bốn cái vốn giờ về làm nữa. Anh. Alo ơi. Alo. Anh lấy nước trong người anh á, anh rửa mặt á là anh tỉnh táo rồi biết đường ra, thường thường tao bị bùa nó vậy á. Lấy nước trong người hả? Lấy nước trong người anh rửa là nó ra. Giờ mới được ra. Hả? Để tiếng luôn dư cắt gì? Trời mấy tiếng vậy mới vui á. Chân thật hả? Chân thật. Tán hào quá cá chút nó bậy. Ủa nãy ông chưa coi vỏ cá không đi về rồi hả? Một cô gái trùm bít mặt bít mày chứ không thấy gì đâu. Không biết là ai luôn. Lên đây làm chi? Có tác hào mà lên đây làm chi? Đi chơi. Dạ, bắt hồ. Xuống hồ đi. Vậy, vậy là con lợi chào mấy chú này bắt xong rồi con lợi bắt hồ không? Mấy chú về đi con xuống con bắt. Hồi xưa là tác hào là có 4 năm người ở trên á. Tác xong bắt đầu xuống bắt.
Mấy ông nào bắt giỏi là bắt cũng được, còn cá lóc nha, còn sót cá lóc nha. Không nhận đầu hết rồi. Hồi xưa bắt hả? Trời ơi, mồ tay. Đâu xuống bắt hộ, sao mà bẻ cổ nhận. Gì á, hai bé quay trở lại nữa hả? Hồi xưa đi bắt cá thê là xuống mấy con nhỏ nhỏ đưa cho chủ mấy con bự vẽ gõ bỏ dưới hả? Có vụ đó nữa hả? Đây là cái phần cá bắt nãy giờ là của chú chị, cá rô nhiều. Thì cũng được mấy ký, này được mấy ký gì hai, 5 ký không? Được 5 ký không? Cá rô này giờ về mần kho hả? Mần kho làm gì? Biết đâu nè. Không có cá lóc bự luôn. Đó nó cũng được được nè. Cũng có mà ít. Ít hơn năm rồi. Trời năm rồi nhiều lắm. Năm rồi một giỏ này không? Năm rồi hết là một khúc gì nè. Dạ, năm rồi còn 20 ký hả? Mười mấy ký. Giỏ này còn năm rồi mười mấy ký. Này còn 5 ký à? Hơn 5 ký gì hơn. Năm rồi hơn cỡ 20 ký. Ồ cũng được quá nè. Có cá lóc bự được hả? Cá lóc bự đây đâu? Đây 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 em này. Đó đó. Còn con nữa. Con này khủng nhất nè. Hôm nay cá lóc ơi, đừng gặp. Ồ, đừng gặp. Đó, gặp đó. Đừng gặp. Thôi xách đi không nổi luôn nè. Năm rồi cả nửa thôi, giỏ luôn mà. Hôm nay là thất thu hả? Ừ. Ồ, đường cặp này cũng lấy dấu được rồi. Cặp này cũng 7-8 dầm da mà. Hai con này cũng được ký mấy. Cũng được. Hôm cái clip chia sẻ về cái tắc hào ở một vùng quê ở Cần Giuộc tới đây cũng kết thúc. Phú xin gửi lời chào tạm biệt quý cô chú anh chị. Hẹn quý cô chú anh chị vào clip sau. Cá này là chị để ăn, không có bán nữa cô chú anh chị. Không có comment là mua nha.